Vâng, xin chào. Con âm ly này 4 triệu các bác nhá. Đây là mẫu âm ly số quang của Audio. Nghe nhạc cực khỏe luôn, mã là 505, công suất 410W, sản xuất tại Malaysia. Âm ly 6.1, có cả Sunawak. Nghe nhạc xem phim, có cả đường quang và đường AV. Muốn chọn tín hiệu đường quang thì ấn vào Input Digital này, chọn chế độ OTP1 hoặc OTP2. Nó có đường quang đằng sau, cắm vào. Tôi đang chạy đường analog. Đây đường quang để chế độ OTP1 có tiếng này. Đấy là đường quang. Là đây. Tôi đang chạy hai đầu đĩa mà, một cái có quang, một cái không có, thì để analog này. Đây là analog. Đồng một con âm ly rất đẹp luôn, mới, rất mới, công suất 410W, số series 797, 410W, điện 100V, sản xuất tại Malaysia. Hai đường quang đây. To mà các bác nhé. Loa là âm ly đánh bass 30 triệu nhỏ. Qua ngõ hồn trái vào lòng đêm dài, gác sông biên thủy một cơn gió khơi chuyện ngày qua. Rất hay luôn. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại. Cửa hàng tôi bán tại tầng 36 và V3, chung cư Văn Phú Victoria, quận Hà Đông. Khách hàng có thể đến tận nơi hoặc đặt tiền 1 triệu tôi gửi hàng đi qua dịch vụ tiếp theo.